Rồi, chào các bạn nha. Thì mình vừa mới làm xong cái mẫu lợp cá bóng dừa, lợp này đặt tép rong được luôn các bạn. Thì mẫu này mình làm hơi khác chút là mình lật cái bề bóng ra ngoài các bạn, bề trơn ra ngoài nè. Mẫu này mình đang cái bề trơn ở ngoài nhìn thấy của nó cũng đẹp các bạn. Đây, lợp này 2 hôm một đầu các bạn. Hôm nay tép cái bông dừa rồi là vô được nha. Này có giữ cái niềng lại luôn các bạn ơi. Niềng này thì nó chặn bùn rất là tốt. Này mình có làm cái phần nắp thì nó có cái móc để mình móc. Mình chỉ buộc một đầu thôi các bạn. Còn đầu này thì mình móc gì móc dập. Nó dễ 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 mở hơn à. Việc mình móc rồi vào thôi. Mẫu này mình thì mình làm theo yêu cầu của khách nha các bạn. Các bạn nào có cần làm mẫu lợp cá bóng, lợp tép rong thì có thể liên hệ với bên mình qua số điện thoại trên màn hình nha các bạn. Thì đặt trước thì mình sẽ tranh thủ làm cho các bạn ha. Đấy. Rồi vậy thôi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip giới thiệu sau nha các bạn. Đấy. Bây giờ mình sẽ đóng thùng nữa các bạn ơi. Này, cái này rất là tranh thủ nha.